Công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. 0 giờ ngày 27 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 và phổ điểm 9 môn thi để thí sinh cân nhắc lựa chọn trường đại học. So với năm ngoái, điểm trung bình 9 môn thi đều cao hơn 0,2 đến 1,2, phù hợp với đánh giá của thí sinh để năm nay dễ hơn. Lý do là học sinh cả nước phải nghỉ học gần 3 tháng phòng COVID-19, chương trình học kỳ 2 đã được tinh giảm và mục đích chính của kỳ thi là xét tốt nghiệp trung học phổ thông. Tiếng Anh tiếp tục có điểm trung bình thấp nhất 4,58. Đây cũng là môn duy nhất có điểm trung bình dưới 5. Điểm trung bình của giáo dục công dân là 8,14, tức trên ngưỡng giỏi, kế đó là Địa 6,78 và Lý 6,71. Giống năm ngoái, giáo dục công dân có số điểm 10 nhiều nhất 4.163, tạo khoảng cách lớn với môn hóa 399 điểm 10. Năm 2019, số điểm 10 của giáo dục công dân chỉ 784. Môn ngữ văn gây bất ngờ khi có 2 điểm tuyệt đối, trong khi năm ngoái không có. Môn ít điểm 10 thứ hai là Lý với 10 bài thi. Cả nước có 1.262 bài thi bị điểm liệt từ 1 trở xuống. Tiếng Anh có nhiều điểm liệt nhất 543. Kế đó là Toán 195, Ngữ văn 119. Là môn thi bắt buộc để xét tốt nghiệp, việc bị điểm liệt ngữ văn và toán khiến thí sinh trượt tốt nghiệp dù điểm môn khá cao. Hồi hộp không thể ngủ, Nguyễn Trọng Tùng, học sinh trường Trung học phổ thông Thái Phiên, thành phố Hải Phòng, thức xuyên đêm đợi điểm thi. Sau gần 40 phút đứng ngồi không yên vì các website tra cứu điểm liên tục nghẽn mạng, Tùng cũng tra được điểm. Kết quả của ba môn khối A của Tùng đúng như dự tính, tổng đạt 27,3 điểm. Năm nay, Tùng dự thi khối A00, toán lý hóa, đặt mục tiêu 27 điểm vào ngành tài chính ngân hàng của Đại học Ngoại thương. Từ khi thi xong tốt nghiệp trung học phổ thông, Tùng so sánh bài làm với đáp án nhiều lần, dự đoán toán 8,8, lý 9,75 và hóa 8,75 điểm, tổng 27,3, vì đặt mục tiêu rất cao, Tùng khá lo lắng. Em sợ trong quá trình tô chép lại đáp án từ phiếu vào đề để mang về so sánh bị nhầm lẫn, dẫn đến kết quả không như mong đợi, Tùng nói, liên tục F5 trang tra cứu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng. Nguyễn Thị Thanh Bình, học sinh trường Trung học phổ thông Công nghiệp Việt Trì, tỉnh Phú Thọ cũng hồi hộp đợi điểm vì tổ hợp xét tuyển đại học của em có môn ngữ văn, môn tự luận khó so điểm chính xác. Cả lớp em cùng thức để canh điểm, Bình nói, liên tục F5 trang tra cứu điểm thi của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ và Bộ Giáo dục và Đào tạo. May mắn không bị nghẽn mạng nghiêm trọng, mình đã tra được điểm thi với toán là 8,8, tiếng Anh 9 đúng như dự đoán và môn văn 8 điểm. Em mừng rớt nước mắt khi biết điểm văn, Bình nói, dù đạt tổng điểm gần 26, chưa cộng điểm ưu tiên, Bình vẫn khá lo khi thấy điểm trung bình theo khối và phổ điểm từng môn rất cao. Em dự định sẽ tìm kiếm điểm chuẩn của các trường đại học và dự tính thay đổi nguyện vọng 1 để tăng khả năng trúng tuyển. Hiện, nữ sinh đặt nguyện vọng cao nhất vào Đại học Ngoại thương. Năm 2020, hơn 900.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tăng hơn 13.500 em so với năm ngoái. Trong đó, hơn 643.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng. Hơn 51.700 em trong số đó là thí sinh tự do, chiếm 5,74%. Năm nay lần đầu tiên trong lịch sử kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông bị lùi 1,5 tháng và chia làm 2 đợt do ảnh hưởng của COVID-19. Hơn 880.000 thí sinh thi đợt 1 ngày 9 và 10 tháng 8, 26.000 thí sinh ở Đà Nẵng, một số nơi ở Quảng Nam, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk và thí sinh F0, F1, F2 sẽ dự thi đợt 2 vào 2 ngày, 3 và 4 tháng 9. Điểm chuẩn trường Đại học Thương mại trong 5 năm qua. Trường Đại học Thương mại là một trong những trường có truyền thống đào tạo về lĩnh vực kinh tế, kế toán, quản trị và kinh doanh. Điểm chuẩn của Trường Đại học Thương mại hầu như không có nhiều biến động trong 5 năm trở lại đây, dao động từ 19,5 đến 24,5 điểm. Các ngành, chuyên ngành có điểm chuẩn cao nhất vẫn là kinh doanh quốc tế, marketing, marketing thương mại, kế toán doanh nghiệp. Cụ thể, ngành kinh doanh quốc tế có điểm đầu vào cao nhất tại Trường Đại học Thương mại với 23,7 điểm trong năm 2019. Ngành marketing, marketing thương mại đứng top đầu với 21,55 điểm trong năm 2018 và 24,5 trong năm 2017. Năm 2016 và năm 2015, ngành có điểm chuẩn cao nhất là kế toán doanh nghiệp với mức điểm chuẩn lần lượt là 23,5 và 22,75 ở khối A00. Các ngành và chuyên ngành đại trà của trường có đầu vào khá đồng đều và đều trên 22 điểm trong năm 2019. So với năm 2018, điểm chuẩn Đại học Thương mại năm 2019 cao hơn hẳn. Cụ thể, điểm chuẩn của Trường Đại học Thương mại trong vòng 5 năm như sau. Năm 2020, Trường Đại học Thương mại tuyển sinh theo 3 phương án với tổng chỉ tiêu là 3.420. Mức điểm sàn xét tuyển được trường đưa ra là 18 điểm, bao gồm điểm 3 bài thi trên 1 môn thi theo từng tổ hợp xét tuyển và điểm ưu tiên đối tượng, khu vực. Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 5 năm gần nhất. Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân luôn nằm trong top đầu các trường đào tạo ngành kinh tế của Việt Nam.
Trong năm 2019, trường công bố mức điểm trúng tuyển cao nhất là 26,15 với ngành kinh tế quốc tế và thấp nhất là 22,75 cho ngành công nghệ tài chính. Năm 2018, ngành có điểm chuẩn cao nhất là kinh tế quốc tế với 24,35, ngành kinh doanh quốc tế có điểm chuẩn cao thứ hai với 24,25. Hai ngành cũng có mức điểm chuẩn thấp nhất trường 20,5 điểm là quản lý đất đai và quản lý tài nguyên và môi trường. Năm 2017, điểm trúng tuyển cao nhất vào trường là 27 với hai ngành là kinh tế quốc tế và kế toán. Điểm trúng tuyển thấp nhất là 23,25 với hai ngành là toán ứng dụng trong kinh tế, quản lý công và chính sách học bằng tiếng Anh. Năm 2016, ngành có điểm chuẩn cao nhất là kinh tế quốc tế với 25,44 điểm. Ngành cùng có mức điểm chuẩn thấp nhất trường là toán ứng dụng trong kinh tế với 20,64 điểm. Năm 2015, điểm trúng tuyển cao nhất vào trường là kinh tế quốc tế với 25,75 điểm. Ngành có điểm trúng tuyển thấp nhất vào trường là hệ thống thông tin quản lý với 22,75 điểm. Sau đây là điểm chuẩn vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân trong 5 năm gần đây để quý phụ huynh và học sinh tham khảo.